giờ ân hận ai xui gặp gỡ nhau chi, ai xui gặp gỡ làm gì tơ tình đà lờ duyên tơ ngờ ngang tựa như một giấc chim bao ai ơi non mòn biển càng gì đâu lòng ta mang nặng môi sâu vì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Sức mạnh tôi giết ông để rửa hận mẹ tôi bị tâm nguyện tội lỗi ấy cho tôi một kẻ A tộc một kẻ chủ mưu hai ơi anh đã chôn tình ta vào trong quyệt lạnh mặt đất cuồn quay bầu trời nghiêng đổ ta nhờ cái xác hùng hồn đang dập dờ Tiên à, em nghe anh nói. Ông ơi còn gì nữa đâu mà ông diễn trò bị thương đau khổ để em lo ra tân tuồng giang dối khi ở tìm tôi mối tình trong căn lòng vẫn trọn yêu sao bỗng giờ tan đứt bằng gì sống của mất của tôi những gì mơ tưởng đôi ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng hôm nay nhắc lại ân tình còn đâu yêu thương ước nguyện trăm năm thề nguyện tình thù ngàn đôi rẽ hai lối đi để cô đơn đành xa nhau xa mãi anh ơi cho đến muôn đời trời ơi giờ lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng Thủy Tiên từ hôm nay kể như chúng ta đã hô thầm quan cầu ngăn cách tình Thủy Tiên à, ông đừng nói gì nữa cả, xin vĩnh biệt. Thủy Tiên, Thủy Tiên ơi, em hãy nghe anh nói. Thủy Tiên ơi, anh như cánh hiên trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết giá mà em là ánh nắng ban mai là cội cành xanh. Là cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm thì em ơi chớ vội ra đi biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió giang hồ tình đang em như mặt hồ vắng lặng ai nỡ gây sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm thì đây anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dõi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nước cành dương kỳ diệu tươi mát lòng anh phơi phới tình hồng.